báo cá các bạn ơi, báo cá các bạn ơi, trời ơi con cá mè khổng lồ, báo cá nha các bạn. Mệt chứ con, đuối vậy con. Chào các bạn nha. Mình đi câu lúc 11 giờ trưa, mình tính là đi câu khoảng 2-3 tiếng thôi để về nghỉ ngơi, tối mình còn đi làm K3 nữa các bạn. Nếu mà mình câu đến chiều luôn thì mệt lắm, tối mình sẽ làm không nổi, nên mình quyết định là mình câu khoảng 2-3 tiếng thôi, kiếm một con cá để quay lên cho mọi người xem. Thì đến khoảng 12 giờ rưỡi á, thì có một cái tín hiệu phao nhưng mà giật một lần không có dính, nó bị trượt. Đến mãi 1 giờ thì có tín hiệu phao các bạn à, mà cái tín hiệu của cái phao này rất là nhẹ luôn, mình nghĩ chắc là cá con nó phá thôi. Bạn thấy không, đó tín hiệu rất là nhẹ nhàng luôn các bạn à. Báo cá các bạn ơi, báo cá các bạn ơi, trời ơi con cá mè khổng lồ, báo cá nha các bạn. Trời, nó to kìa trời, 5 kg á, 5-6 kg á, cần số S3 các bạn ơi, khổng lồ các bạn ơi, tuyệt vời. Giờ biết giữ các bạn ơi, biết làm gì hết các bạn ơi, mè 5-6 kg á. Rồi em, trời ơi, có mè kìa trời, khổng lồ, chục dài hơn cần. Rồi giờ sẽ bắt ở đây, bây giờ phải ngon. Vô con còn mạnh lắm các bạn ơi, con này tổ 4 chứ lên á, không cần chưa. Số S3 các bạn ơi, số S3 lên đây các bạn ơi, cần mới nha các bạn. Sau 3 ngày móm thì hôm nay cũng đã có hàng nha các bạn. Con này khủng lắm các bạn ơi, giờ mình cho nó mệt các bạn ơi, có một mình nè, khó bắt lắm, khó không bắt được nó lắm. Thôi ta vô việc nha các bạn, khủng lắm các bạn ơi, tuyệt vời. Lần đầu tiên cá mè mà các bạn, nó không mạnh giống như mấy con cá khác được, nhưng mà bây giờ có một mình nè, phải dìu nó thôi chứ không còn cá nào khác cả. Giờ chạy đi, còn các bạn này. Giờ biết giữ cần thôi bạn ơi, này nếu bây giờ
Trời rồi. Xuống. Sao mạnh vậy? Tự nhiên mạnh lên các bạn ơi. Vô nào. Hết bài vô việc các bạn. Giờ có hai người ngon quá các bạn ơi. Giờ cá nó dễ. Con mình nè. Tuyệt quá các bạn ơi. Khỏe quá các bạn ơi. Quá trời đất con ơi. Giật ai giật con quá bạn ơi. Ngửi chưa? Chứ một cỏ đấy chứ. Thật chứ. Thôi thôi. Không được rồi. Không được các bạn ơi, một tay à. Mệt chứ con. Đuối vậy con. Chết luôn. Rồi. Khổng lồ. Các bạn ơi. Sau một hồi vật lộn với em nó thì cuối cùng em nó đã được vô giọt nha các bạn.
Con này 6-7 ký các bạn ơi. Quá trời khủng rồi. Trời trời, con mình là trời. Trời ơi, cái mày khủng khổng lồ. Nè, dính một lưỡi cái mép miệng thôi nè là đủ chết rồi. Chống mồm rồi. Con này 6-7 ký các bạn ơi. Tuyệt vời nha các bạn. Mồi tổng hợp của đam mê câu cá. Tuyệt vời. Mồi câu cá mùa đông. Các bạn, sau bao ngày móm thì cùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ bằng cần 6m3 15H đặt dưới ba nha các bạn. Tết cần con cá khổng lồ. Các bạn thấy rắc các bạn. Bạn phê lắm các bạn ơi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Con này làm món gì ngon các bạn. Tuyệt vời. Ủa nó nặng nè. Nó mệt các bạn ơi. Hết sức mệt rồi. Báo cá. Cá mè siêu to khổng lồ. Hồ tự nhiên. Cần 6m3 lập kỷ lục. Vô bỏ đâu. Ôi nó nặng. Xong phim nha các bạn. Mình đây các bạn, cảm giác các bạn thấy thế nào? Bộ cá sứ không? Đã tuyệt vời. Ok, làm con tiếp theo nha. Hồ này có mè khủng lắm. Gắn kiếm một con mè thi to khổng lồ quay cho mọi người xem. Ok. Cái mè đó, hết 3. Sống đến 3 hả? Nó ổn nước hả? Anh đang thẩm tầm nửa tiếng sau rồi. Đóng. Đồ má, con mẹ to thì đúng rồi. Đi qua nhé. Hết 3 hỏi rồi. 15 mắt. Bò đâu khoảng 5-6 phút gì, không mình bò mình chết cầm, cho nó mệt thì bắt mới cho vô được, đúng rồi, không có mình nè, có mình là khó vợt nữa, đúng rồi, hôm nay không có sợ quá đâu, hả, không có sợ, đúng rồi. Rồi, ok các bạn, mình mới về ở nhà xong, bây giờ mình sẽ cân ký thử coi con cá mè siêu to khổng lồ này được bao nhiêu ký nha các bạn, mình nói chênh lệch không dưới 6 ký đâu, 6-7 ký là ít. Đây các bạn nè, không không nè, đây không không nè, giờ để mẹ mình bưng lên thử coi. Hồi nãy được giờ trơn dữ. Đây các bạn nè, 6 ký nha các bạn, đây coi, 5 ký rưỡi nè, 5 ký 6, 5 ký 7 nè, 5 ký 8, cho 6 ký nha các bạn, siêu to khổng lồ luôn. Bằng cần tay 6m3 bò solo, bò bằng chết cá mè khổng lồ. Mọi người nhìn con cá mè nè, khủng khiếp không? Tuyệt vời luôn nha các bạn. Mồi tổng hợp nha các bạn. Ok, thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích hãy cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Có một mùa Giáng sinh Noel ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.